Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 tháng 6 năm 2022 âm lịch, đang nghèo mặt vận, bỗng dưng trúng quả giàu to, tiền bạc tiêu ba đời không hết. Xin được hoan hỉ chào đón tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, sống ở trên đời này ai cũng mong muốn gặp được nhiều may mắn, thành công và làm công việc gì cũng mong được thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên, không cần phải lo nghĩ gì nhiều. Và bên cạnh đó, nếu như con cái tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan và nghe lời cha mẹ thì đó quả là một điều tuyệt vời. Thế nhưng điều đó dường như là lại đang quá xa vời với tất cả mọi người. Bởi vì trên thực tế thì có những gia đình chúng ta hòa thuận, nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo lắng, gánh vác trên vai rất nhiều những trọng trách. Cũng có người kinh tế thì dư giả, nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Và thiết nghĩ đó cũng chính là chuyện thường tình trong kiếp nhân sinh của con người, đúng không thưa quý vị? Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 6 âm lịch ngày hôm nay, những người thực hiện chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát cũng muốn chia sẻ tới tất cả quý vị và các bạn về tử vi của những gia chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 6 âm lịch. Thưa quý vị, trong tháng 6 âm lịch này thì công danh sự nghiệp, tài lộc, vận hạn của những người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 sẽ ra sao và con giáp này có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay là không? Đặc biệt thưa quý vị, trên con đường công danh sự nghiệp trong tháng 6 âm lịch này thì họ sẽ gặp phải những khó khăn trắc trở như thế nào? Sức khỏe tình duyên có biến chuyển ra sao trong tháng 6 âm lịch năm 2022? Và để cho quý vị có thể nắm rõ được vận trình của mình cũng như là những người sinh năm 1974 mà mình quan tâm, mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 có mệnh đại khê thủy, tài trí hơn người, học hành giỏi giang, lại ham mê tìm tòi khám phá những thứ mới lạ. Họ có tài năng thiên bẩm về nghệ thuật, các đồ thủ công, thậm chí là có thể đạt tới trình độ khá tinh thâm. Lòng tự tôn của người này rất lớn, luôn tự mình hành động, suy nghĩ cao xa, đôi khi có phần kiêu ngạo, không dễ chấp nhận ý kiến của người khác. Đây cũng chính là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của người này. Tuy nhiên họ lại hiếm khi rơi vào cảnh này nên khiến người khác nảy sinh lòng đố kỵ. Người tuổi Giáp Dần nên chú ý đừng dễ dàng tin người quá mức, trước khi làm gì cũng cần phải đặc biệt cẩn thận, luôn giữ cho mình phương án dự phòng để đối phó cùng với những tình huống bất ngờ xảy ra, suy xét chu đáo kỹ càng thì mới khiến cho kế hoạch được đề ra tiến hành thuận lợi. Chỉ cần bạn nguyện ý nỗ lực thì chắc chắn thành quả thu được cũng sẽ không khiến bạn thất vọng. Người tuổi Dần sinh năm 1974 trong tháng cũng gặp được khá nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống. Tuy sự nghiệp không đạt được những bước tiến quá lớn, nhưng tổng thể thì rất ổn định. Dù khó khăn và rắc rối vẫn xuất hiện, nhưng nhờ có kinh nghiệm phong phú thì mệnh chủ vẫn có thể giải quyết được một cách thuận lợi. Phương diện sức khỏe, những người mắc bệnh mãn tính có thể tìm được những phương pháp cứu chữa bệnh phù hợp, nhờ đó bệnh tình được khống chế. Bạn chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe, thực hiện đúng lời căn dặn của bác sĩ thì không cần phải lo lắng quá nhiều. Người độc thân tuổi này có khả năng tìm được người như ý ngay trong tháng này. Tình yêu đến muộn, song hai người phù hợp với nhau, quan hệ phát triển ổn định và có thể tính chuyện lâu dài. Xét về thiên can, Giáp Dương Mộc gặp Đinh Âm Hỏa nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây chính là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Giáp Dần và nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt, tài lộc sẽ đến, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 tháng Đinh Mùi, đường công danh sự nghiệp của gia chủ được nâng đỡ rất nhiều, có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, cần chủ động nắm bắt, công việc thuận lợi hơn trước, gặp được nhiều cơ hội phát triển tốt đẹp, có điều nếu không nhanh chóng nắm bắt, rất dễ dàng bỏ lỡ thời cơ, thành quả tuy có nhưng cũng chưa tới mức rực rỡ. Với những người làm chủ thì tháng này không phải quá may mắn với bạn, môi trường thị trường không được tốt lắm và công ty của bạn có thể bị một loạt vấn đề cần phải giải quyết kịp thời.
Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp hợp tác cùng với những người khác, bạn nên cẩn thận để ngăn chặn bên kia chạy trốn và tự mình kiểm tra các tài khoản. Sức cạnh tranh tăng lên khá rõ, đối thủ tìm cách quấy nhiễu khiến áp lực kèm theo không ít, đòi hỏi mệnh chủ phải chủ động chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đương đầu với mọi khó khăn có thể xảy đến. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Giáp Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng 6 âm lịch mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền dành cho quý vị gia chủ tuổi Giáp Dần, thậm chí bạn còn được quý nhân che chở, chỉ đường dẫn lối để tăng thêm nguồn thu nhập cho mình. Nhưng vì chưa thật sự tích cực cạnh tranh để giành lại lợi ích cho mình nên bạn rất dễ bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn đó. Gia chủ cũng cần phải chú ý, có thể chịu một vài thiệt thòi về chuyện tiền bạc vì anh em bạn bè và nghiêm trọng hơn còn có thể làm sứt mẻ tình cảm vì tiền mà tranh chấp. Có tiểu hao hung tinh xuất hiện nên quý vị gia chủ tuổi Giáp Dần cần phải chi tiêu cho rất nhiều thứ trong tháng này. Bạn nên quản lý các vấn đề tiền bạc đúng cách và không đầu tư tất cả tiền của bạn vào một dự án duy nhất mà phân tán để giảm thiểu rủi ro. Khi bạn đi ra ngoài, đừng mang theo nhiều vật có giá trị bên mình hoặc bạn có thể bị những kẻ ngoài vòng pháp luật bám đuôi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Nhìn chung sẽ không có bất kỳ mối nguy hiểm tiềm ẩn nào lớn đối với sức khỏe của Giáp Dần trong tháng này. Cho dù vấn đề bất thường xảy ra thì cũng sẽ gặp đúng thầy đúng thuốc, điều trị có hiệu quả và phục hồi rất nhanh. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ Giáp Dần cần tăng cường rèn luyện sức khỏe, chú ý chăm sóc cơ thể, đặc biệt là làn da, mái tóc bởi dấu hiệu lão hóa ngày càng rõ rệt. Các quý vị gia chủ tuổi Giáp Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tử vi tình duyên tháng này báo hiệu dù là nam mệnh hay nữ mệnh đều có nhiều cơ hội để cải thiện tình duyên tình cảm của mình. Người độc thân có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ, tăng khả năng tìm được một người thích hợp. Đó có thể sẽ là một người điềm đạm và thực tế, tính chiếm hữu cao nhưng luôn quan tâm và chăm sóc cho bạn. Bản thân bạn cũng dễ vì sự bao dung của đối phương mà thu hút và nếu gặp được cần phải chủ động nắm bắt, đừng bỏ lỡ hạnh phúc đích thực. Với những người đã yên bề gia thất, bạn sẽ phải để tâm lo lắng với rất nhiều về những đứa con của mình. Là người cha người mẹ trong gia đình, bạn hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Bạn đã sống quá nửa cuộc đời, bạn biết cái gì tốt, cái gì không tốt cho con cái và cho sức khỏe của chính bạn. Ngoài ra đào hoa vượng cũng có thể gây tác dụng ngược, nhất là với nam mệnh đã có gia đình. Bạn có thể gặp phải một vài rắc rối về tình cảm hoặc gây mâu thuẫn khó hòa giải, chú ý giữ mình để tránh xa cám dỗ. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Tháng Mùi, lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành mộc cục, xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất và tuyệt Sửu.
Đối với những người tuổi Giáp Dần trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 6 năm 2022, tức ngày 6 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Canh Thân, có nạp âm Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 6 năm 2022, tức ngày 18 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Nhâm Thân, có nạp âm Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Giáp Dần trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 6 năm 2022, tức ngày 9 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Quý Hợi, có nạp âm Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 6 năm 2022, tức ngày 21 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Ất Hợi, có nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy gia cát về tử vi của những người tuổi Giáp Dần 1974 trong tháng 6 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi 1974. Qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 6 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên chúng ta nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an, hạnh phúc trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.